Muốn lưu giữ làn da tươi trẻ thì cần biết đến những hoạt chất này chống lão hóa là chủ đề muôn thuở trên các diễn đàn làm đẹp. Trong rất nhiều năm nay, nó dường như trở thành chiếc chìa khóa vàng cho ngành công nghiệp mỹ phẩm để mỗi thương hiệu dùng nó làm sản phẩm then chốt của mình. Hơn thế nữa, họ còn dùng cả công nghệ truyền thông để rót vào tai bạn những lời đường mật về những sản phẩm chống lão hóa. Bạn sẽ bị thu hút bởi tác dụng tuyệt vời của nó và lập tức tậu ngay vào đội của mình. Một vitamin C và AM, vitamin E, gốc tự do là những chất tham gia vào quá trình trao đổi chất của cơ thể. Nhưng một khi trở nên quá mức, chúng sẽ bị oxy hóa, làm tổn thương tế bào, collagen và gây viêm nhiễm. Vì vậy, muốn trì hoãn lão hóa thì phải làm tốt việc chống oxy hóa. Vitamin C, acid ascorbic và vitamin E, tocop hezo là những chất chống oxy hóa được sử dụng rộng rãi nhất vì chúng có thể trung hòa các gốc tự do. Vitamin C, vitamin E, acid fezu là sự kết hợp chống oxy hóa cổ điển tối đa hóa tác dụng. Tuy nhiên, vitamin C không ổn định và khó bảo quản. Vì vậy, các sản phẩm chăm sóc da phải được đóng gói. Ví dụ, được làm thành ống, viên nang hoặc đóng trong chai tối màu hoặc bao bì hút chân không, hoặc được thay thế bằng cách thêm các dẫn xuất vitamin siêu nịch. 2. AHA và AM, BHA. AHA và BHA còn được biết đến dưới tên lactic acid, AHA salicylic acid. BHA và đang trở thành hai thành phần sáng giá nhất trong xu hướng làm đẹp hiện nay. Các muối và este của acid salicylic được biết đến như salilat. Các hợp chất này làm việc trên da như tẩy da chết của lớp sừng của da, thúc đẩy sự tăng trưởng tế bào mới. Hiệu quả không chỉ để cải thiện tình trạng mụn và lỗ chân lông bị tắc, nhưng acid salicylic cũng có lợi trong việc làm mịn da, giảm kích ứng trong các sản phẩm chống lão hóa cho da trưởng thành và nhạy cảm. Trong đó, HA chủ yếu hoạt động trên bề mặt da để xóa mờ vết thâm nám và cải thiện sự sần sùi, còn BHA hoạt động sâu dưới lớp biểu bì nhằm làm bong lớp da chết, thúc đẩy sự tuần hoàn của tế bào để tái tạo da mới. 3. Kem chống nắng phổ rộng. Nếu bạn không sử dụng kem chống nắng một cách hữu hiệu, thì không có ích gì khi bạn lãng phí thời gian hoặc tiền bạc vào bất kỳ thành phần chống lão hóa nào khác. Sự thật có thể chứng minh được rằng tiếp xúc với ánh nắng mặt trời là một trong những nguyên nhân chính gây ra tất cả các dấu hiệu lão hóa, từ vết đốm đến nếp nhăn và mọi thứ ở giữa. Điều đó làm cho việc bảo vệ chống nắng hàng ngày đầy đủ là phải. Đó chính là lý do tại sao kem chống nắng phổ rộng nằm trong danh sách này. Bác sĩ da liễu Gitaline giải thích, kem chống nắng phổ rộng ngăn chặn cả tia UVA gây lão hóa và tia UVB gây bỏng rát. Việc bôi kem chống nắng có SPF 30 là cần thiết và điều quan trọng là cần thoa lại. Bạn có thể tìm thấy cả kem chống nắng phổ rộng khoáng chất và hóa học. Chúng hoạt động nhờ việc bao phủ bề mặt da và làm trạch hướng các tia nắng mặt trời. Và theo một số phát hiện mới nhất của FDA, kẽm oxit và titanium dioxide, hai trong số các thành phần chống nắng khoáng được sử dụng phổ biến nhất, được chứng minh là an toàn và hiệu quả. 4. Vitamin A. Vitamin A là một nhóm hợp chất dinh dưỡng hữu cơ không bão hòa bao gồm retinol, retina, retina acid và một số carotenoid pro, vitamin A, trong đó beta, caroten được biết đến nhiều nhất. Retinol khi vào cơ thể sẽ chuyển thành acid retinoid, là một hormone rất mạnh. Khi quá trình lão hóa diễn ra, lượng vitamin A trong da sẽ suy giảm gây ra các dấu hiệu lão hóa như nếp nhăn, vết chân chim. Việc sử dụng retinol sẽ giúp bổ sung vitamin A đang bị thiếu hụt. Nhiều hãng mỹ phẩm sử dụng các dạng retinol không tinh khiết như retinipamidate để ít gây kích ứng hơn nhưng vẫn có tác dụng tương tự. Retinol mang lại làn da khỏe và dày hơn, thúc đẩy quá trình sản xuất collagen, elatin và làm chậm quá trình suy giảm collagen, elatin do tác động từ môi trường. 5. Trà xanh. Một trong những nguyên nhân khiến da bị lão hóa sớm chính là không được bảo vệ dưới sự tác động của oxy hóa do môi trường. Nhưng trà xanh là một trong những chất giúp bạn chống lão hóa mạnh mẽ. Trà xanh có tác dụng giảm viêm, xây dựng màng collagen và giảm thiểu thiệt hại tế bào bằng cách ngăn cản những ảnh hưởng có hại của EGCG, ánh nắng mặt trời tiếp xúc khi tìm thấy trong mỹ phẩm, là một cách ổn định mạnh hơn để có được những lợi ích chống oxy hóa trên da. Cảm ơn các bạn đã đón xem video, hãy like và subscribe kênh của chúng mình để cập nhật những xu hướng làm đẹp mới nhất nhé.